Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trấn Thành tiết lộ con người thật của Harry Won khi ở nhà mệt mỏi vì không kiểm soát được vợ. Mới đây, Trấn Thành công khai bóc trần tính cách thật của Harry Won khi ở nhà, chính thức bó tay vì không thể kiểm soát nổi bà xã. Trong tập 5 Rap Việt mùa 2 phát hành tối ngày 14 tháng 11, Trấn Thành và huấn luyện viên Dry Mantis đã có màn đối đáp gây chú ý khi nhắc về nóc nhà của mình. Cụ thể, sau phần trình diễn mở màn, nữ rapper C-Dai Dry Mantis đưa ra nhận xét. Dry Mantis cảm nhận được cái tính cách rất mạnh của bạn trên sân khấu. Và thực sự, cái này chỉ đơn giản là vì Dry Mantis chưa bao giờ có kinh nghiệm handle những cái cá tính mạnh như vậy, nhất là đến từ phụ nữ. Vợ em ở nhà cũng vậy, và em không có cách nào để handle. Nghe đến đây, Trấn Thành liền bật cười khoái chí. Nam MC bày tỏ sự thông cảm với Dry Mantis và không nên bóc trần cá tính mạnh mẽ của Harry Won khi ở nhà. Anh chia sẻ, hôm nào anh cũng muốn vợ em với vợ anh gặp nhau thử xem hai người đó có biết cách handle nhau không, chứ anh cũng mệt mỏi lắm em ạ. Những người phụ nữ có cá tính mạnh đều mang lại những câu chuyện đằng sau đó. Đây không phải là lần đầu tiên Trấn Thành nói xấu vợ trên sóng truyền hình. Nam danh hài thường xuyên bóc mẽ tật xấu của vợ như không biết nấu ăn hay cằn nhằn. Tuy nhiên, đó cũng chính là màn trêu chọc bà xã. Thực chất, nam MC Rap Việt là người cực kỳ chiều vợ. Trong gia đình, Trấn Thành luôn là người nấu ăn, lo lắng từng chuyện nhỏ nhất như tắm cho thú cưng, mua đồ dùng nhà bếp. Trải qua nhiều sóng gió, Trấn Thành và Harry Won hiện tại có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau mỗi ngày. Hôn nhân viên mãn là đòn bẩy giúp cho sự nghiệp của cả hai một thăng tiến, trở thành cặp đôi quyền lực bậc nhất trong showbiz Việt. Thành công và giàu có, nhưng đến hiện tại cặp đôi Shin và Ri vẫn chưa có kế hoạch sinh con. Chia sẻ về điều này, Trấn Thành thẳng thắn cho biết sẽ có rất nhiều anti-fan nói Trấn Thành thế này thế nọ, lấy vợ mấy năm mà chẳng có con. Thưa quý vị, không phải vì tôi không thể mà tôi không muốn, đơn giản vậy thôi. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.